Số lạ. Alo. Mày có biết em trai mày đang ở đâu không? Em tôi á? Em tôi nó đang ở... Nó đi đâu rồi á? Em trai của mày đang bị chúng ta bắt cóc và giam giữ tại một căn phòng bí mật. Nếu như mày muốn gặp lại em trai của mày thì hãy mang 105 triệu đến gặp tao để chuộc lấy em trai của mày, biết chưa? Cái gì? Nó bị bắt cóc rồi á? Tiền chuộc tận 105 triệu đồng á? Thế tại sao mà không chuộc 100 triệu đi lại là 105 triệu? Tại vì 100 triệu là tiền chuộc em trai mày, còn 5 triệu là tiền tao phải thuê xe để chở em trai mày về nhà mày đó. Tôi không có tiền chuộc nó đâu. Thôi mà thôi, các ông lôi nó luôn đi. Tại vì á, nó ở nhà nó ăn hết đồ ăn của tôi, mẹ nó tranh hết sự yêu thương của bố mẹ tôi rồi. Thế nhá. Thế là em mình ấy nó bị bắt cóc luôn rồi, chó nó bắt cóc luôn đi. Này con, gọi cái gì mà gọi? Các ông có thích gọi nhiều nữa không? Gọi nhiều nữa tôi đập các ông tơi bời luôn đấy. Đập cái gì mà đập? Mày có biết là ai nó gọi cho mày không? Tao là ba mày đây này. Mày định đập cả ba mày à? Ba, ba à? Ba mày chứ còn ai nữa? Thì em con đâu rồi? Từ sáng giờ ba bảo con trông em, con có trông em không? Em con nó làm sao mà nó đi chỗ nào? Nó đi chơi, nó đi chơi rồi. Chơi ở đâu? Nó đi chơi ở đồng cát. Tao không có biết, mày tìm nó ngay vào đây cho tao, nhanh lên. Mày không tìm được á, tối nay ba cho mày ít cơm luôn, mà ba đánh cho mày như rò thôi, mày biết chưa? Vâng. Hóa ra là ba mình gọi các bạn ạ. Trời ơi, cứ tưởng là em mình bị bắt cóc rồi là cuộc đời mình sẽ lên tiên. Nhưng mà không ngờ ấy, cuộc đời mình nếu mà nó bị bắt cóc là xuống địa ngục luôn ấy các bạn ạ. Lại phải đi giải cứu nó thôi. Thằng em mình này các bạn ơi, trời ơi, vẫn đóng giả một con cún giả vờ dễ thương ấy. Thực ra mình ghét nó. Đây là có cái hộp gì đây, một hộp màu hồng này. Hộp này màu hồng quen quen ấy nhở. Hình như lần trước giải cứu nó mình cũng gặp rồi. Trời ơi, cái thằng xã hội đen bắt em mình đây này, đòi tiền chuộc 105 triệu. Nó dở hơi lắm, cho nó teng luôn. Đấy, lăn bàn cưa. Bàn cưa chạy chậm như thế mà nó không biết đường né ra nhờ. Ơ, thế bây giờ con gấu làm nào bây giờ nhỉ? Bây giờ mình thả em mình xuống được không nhỉ? Thả em mình. Trời ơi, bất ngờ bàn tay giơ thẳng lên đâm thẳng vào con gấu luôn. Úi dồi ôi, phòng này hiện đại cực kỳ luôn. Thằng xã hội đen này nó ngồi trên như cái kiểu một cái thang máy nhưng mà đu đưa đu lại cơ, thích nhỉ? Kệ nó. Bây giờ mình sẽ thả nó xuống đúng cái bàn trong bên dưới các bạn nhá. Trời ơi, chết rồi, lệch rồi. Trời ơi, xác định là em mình. Thôi được, yên tâm vào tay nghề của chị đi, lần này chị sẽ cứu thắng em. Chuẩn bị. Ôi, lại lệch nữa rồi kìa. Mình thế nào nhỉ? Đúng rồi, cái này nó phải đưa đi đưa lại. Mình phải cố gắng cẩn thận hơn mới được. Hít choang. Đấy, thấy chưa? Lần này cứu được em mình thành công này. Tiếp tục. Úi dồi ôi, lần này nha, nó cho hẳn đại bác đu đưa đu lại luôn. Bây giờ thế nào nhỉ? Bây giờ nó ghê gớm quá thế này. Giết được chưa? Choang. Xử lý con gấu ở bên dưới nữa kìa. Xử lý con gấu luôn. Vù. Ôi tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Nó lăn về bên này chứ nó không lăn về con gấu, làm thế nào bây giờ? Con gấu nó khỏe quá, nó tát em mình một phát là em mình rơi răng luôn. Bây giờ thả cái này xuống, thả thằng này xuống để đánh con gấu trước này. Đấy, đấy, xong bắt đầu mình mới thả cái bàn cưa này xuống. Thế chứ. Sau đó cứu em mình nha. Tiếp tục. Đờ, lần này có con cá sấu ở bên dưới. Thả thằng này xuống để thằng này bắn con cá gấu sấu trước. Bắn đi, bắn bang 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 bang. Sau đó thì mình sẽ thả quả bom lên đầu thằng này. Thế thôi, rất là đơn giản. Tưởng là có thể bắt cóc được em chị à? Ui, ở đây có một cái kích mìn này. Một cái kích mìn. Thả cái thằng xã hội đen này xuống trước các bạn nhé. Ui đấy, ôi lần này con gấu chiến thắng rồi. Con gấu này nó tát thằng xã hội đen, cái thằng xã hội đen rơi răng luôn. Thả em mình xuống để kích mìn này. Ô,
thế nhở? Thế phải thả thằng xã hội đen này gần gần cái kích mìn thôi. Đấy, đấy, đấy. Xong đó mới thả em mình xuống. Kích mìn nổ mìn cái bam luôn. Tiếp tục. Một con hổ. Trời ơi, bọn này nha, tàng trữ động vật nguy hiểm. Bọn này chắc chắn là sẽ bị công an bắt, gô cổ vào tù luôn. Bây giờ thế nào nhỉ? Bây giờ thả con hổ này xuống trước đi xem nào. Xong đó sẽ thả cái ông này xuống ở gần sát sát tường. Tàng đấy. Thế là hai người đánh nhau luôn. Thế là hai người cùng chết luôn. Yeah, thế là em mình thắng. Một bàn cưa, một bàn dìu mới đúng. Cái thằng đeo kính râm kia nhá, dám bắt em tôi à? Choang luôn. Cửa này rất là đơn giản các bạn ạ. Chỉ có mỗi một thằng xã hội đen ngu ngờ thôi. Một thằng xã hội đen cầm khẩu súng rất là ngầu, nhưng mà mình biết đây là súng không có đạn đâu các bạn ạ. Còn bên dưới là một con hổ. Con hổ này nó mới gọi là nguy hiểm này. Con hổ này á, nó đang đói hay sao ấy? Nhìn nó gầy gầy ấy. Bây giờ làm thế nào nhỉ? Thả dây này xuống. Xong đó, đúng rồi, dây này mình sẽ thả tiếp để chết con hổ luôn này. 1, 2, 3. Đấy, gọi là một gọi là cái gì nhỉ? Gọi là một tên giết hai con chim à? Lần này lại là một. Ôi, vẫn giống như là cửa vừa nãy luôn. Lần này là giết con gấu này. Thả em mình xuống nè. Lần này có hai thằng xã hội đen luôn. Nó canh tận hai thằng cơ mà, ác thế. À, bên dưới cái thằng bên tay phải này là có cái trông này. Cho nó ngã xuống trông luôn các bạn nha. Ngã xuống trông luôn này, tưởng ngầu à? Hô hô. Đấy, xong nó thả cái búa này vào. Em mình rơi xuống này, an toàn rồi. Chắc chắn là cứu được nó. Về nó sẽ coi mình là ân nhân mất thôi. Ở đây có một bạn màu da nâu nâu các bạn ạ. Mắt bạn ấy đẹp ơi là đẹp, mắt màu xanh luôn, da nâu nâu như mắt xanh. Tay bạn ấy đeo rất nhiều vàng, chứng tỏ là bạn ấy là một sick kid đích thực luôn. Thế này mình mà cứu bạn đấy, chắc chắn là bố mẹ bạn đấy sẽ thưởng cho mình rất nhiều tiền. Cứu bạn đấy nhá, cứu luôn. Ôi, ở đây có một con gấu này. Thế mình thả con gấu xuống để cho cái khẩu đại bác ở dưới bắn con gấu luôn. Sau đó sẽ thả em mình. Chết rồi, mình nhầm mất. Trời ơi, cái khẩu đại bác đấy nó bắn con gấu thì chắc chắn là sẽ bắn em mình chứ. Thả con gấu này. Sau đó cắt cái dây đại bác này rơi xuống. Sau đó mới thả em mình. Bạn không cần cảm ơn mình đâu. Mình chỉ xin bạn độ 200 triệu thôi. Ồ, ngầu chưa, ngầu chưa, ngầu chưa. Thằng nào định cứu nó? Chưa có tiền chuộc thì ta không cho cứu đâu. Các ông định giết em trai tôi à? Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền chuộc đâu. Bây giờ tôi sẽ xử lý từng ông một nha. Trang ông này trước này, sau thả cái dây này xuống này. Thả dây này xuống thì thằng này bị làm sao không nhỉ? Thôi chết rồi, mình nhầm rồi đây. Trời ơi, nó như là ninja, nó bay lên nó bắn pàng pàng phát là em mình e luôn. Vậy cho cái thằng ở dưới đất bay lên trước đi. Đấy, biết ngay mà. Đấy, sau đó mới hạ gục thằng này nhá, hạ gục thằng còn lại. Choang. Ôi giời ơi, em ơi là em ơi. Mày nghịch quá em ạ. Về nhà cởi ngay cái bộ đấy đi ra biết chưa. Một cái bàn xoay. Một cái bàn xoay này là cái bàn xoay dao rất là sắc. Trời ơi, nguy hiểm dã man luôn. Ui ôi, cứu em mình phải nhẹ nhàng từ từ thôi. Bye bye. Ý, một bàn xoay còn có cả con gấu. Con gấu này nặng như thế này mà sao ở trên cái tấm gỗ đấy mà nó không bị rơi xuống nhỉ? Mà bọn nó vác kiểu gì con gấu lên đây được nhỉ? Tò mò quá. Bây giờ thả quả bom trước nha các bạn nha. Thả quả bom xuống trước này cho nổ luôn này. Xong đó thả con gấu này xuống. Biết ngay mà.
em mình khôn phết, nó đi đường này chứ nó không đi đường có cái bàn xoay. Tận hai cái bàn xoay. Ôi, cẩn thận cẩn. May quá. Nguy hiểm quá. Ê, một con hổ này. Thả cái này xuống trước này, xem con hổ nó bay đến đâu nào. Nó bay vào đúng bàn xoay. Trời ơi, cái con hổ này ngố tạo thật. Em mình rơi đúng rồi, bàn xoay luôn, làm thế nào nhở? Đúng rồi. Phải lại. Không được cho em mình rơi vào cái bảy đấy. Ôi sao vẫn cứ rơi vào đấy thế nhở? Bực mình quá đi mất thôi. À phải để cho nó đỡ đung đưa đã, xong bắt đầu mới. Đấy, được rồi. Ok, không có gì đâu, không phải cảm ơn chị đâu. Về chị cho ăn hai cái bát tay thôi. Wow, đùi gà thơm quá, trời ơi, ngon quá là ngon. Bây giờ làm nào nhỉ? Bây giờ thả em mình xuống này. Sao lại chế được nhờ? Bây giờ nha, mình sẽ dụ con gấu bên này lên bên này trước được không? Con gấu này nó nặng quá nên nó làm vỡ cái bẫy đấy luôn. Thế bây giờ thả quả bom xuống à? Không có việc gì à? Lại thế nhở? Thôi thả em mình xuống. Đúng rồi, con này nó ham ăn quá các bạn ạ, nên là mọi cái khác là nó không quan tâm luôn. Ôi trời ơi, thằng này là thằng ninja, bây giờ nó không cầm súng nữa mà nó cầm cái gì đây? Cầm cái rìu, cho nó rơi quả tạ lên đầu luôn, xem nó có cầm rìu nổi được không, ngầu được nữa không. Tiếp tục này. Xem con gấu với lại cái thằng mặt sắt này, xem là nó có đánh nhau thì ai thắng nha. Rơi xuống thế nào. Thằng này nguy hiểm cực kỳ luôn. Con gấu to đùng thế mà nó chém một phát là con gấu ngã gục luôn các bạn ạ. Rơi bàn xoay này. Em mình xuống nha. Đấy, cái thằng này nha, ngầu ơi là ngầu. Nó đi rất là oai, rất là ghê gớm, rất là hùng hậu. Ôi dồi ôi, bắt đầu ấy, chân nó như kiểu là thằng này muốn tập múa hay sao ấy. Thử rơi cái đây xuống. Lại nó giết con gấu, bây giờ nó giết con hổ luôn. Phải nghĩ mưu mới được. Bây giờ mình sẽ thả quả búa lên đỉnh đầu nó. Đấy, thấy chưa, cuối cùng vẫn phải gục trước tay của chị Hà Sam thôi. Ôi dồi ôi, cái phòng này sao mà rắc rối thế này. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào bây giờ nhỉ? Bây giờ thả quả. Không phải. Bây giờ thả quả bom trước được không? Giết hết cả hai rồi. Bây giờ mình sẽ thả cái vách ngăn này xuống để thả em mình xuống nhá các bạn nhá. Yeah, thế là em mình thoát thành công. Một bạn nữa bị nhốt này. Sao bọn này chuyên bắt cóc trẻ con đấy nhở? Toàn bắt cóc con nhà giàu thôi. Nhưng mà tại sao lại thế nhở? Nhà mình nghèo thế này mà sao nó vẫn bắt cóc em mình nhở? Mấy bạn này nha, nhìn cũng giàu lắm. Nhìn mặc quần áo này biết nhà giàu rồi. Thả bạn đấy đi, biết đâu mình lại có thêm 200 triệu tiền thưởng nữa. Ok, không phải cảm ơn mình. Đấy, cái thằng này nha. Đấy, thấy chưa? Nó ném lựu đạn kinh khủng luôn. Có tin là tôi báo công an gô cổ ông lại không? Ông sử dụng bom tăng 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 thế à? Để tôi thả quả bom này rơi trúng đầu ông xem ông có thả được nữa không nhá. Thả luôn này. Nhăn răng. Đấy, sao thả em mình xuống. Đấy, bạn này nha, lại cảm ơn mình rồi đấy. Mình sắp được 200 triệu rồi. Nhớ gửi tài khoản cho tớ mới nhá. Trời ơi, cái thằng mặt sắt nó đứng ở tít trên cao như thế kia kìa. Thả nó xuống để đánh nhau một con gấu mới được. Thả nó xuống. Thấy chưa, nó ác liệt kinh khủng luôn. Thả xuống tiếp này. Thả xuống tiếp để đánh nhau một con gấu này. Bên dưới này có một cái hố, mình cắt dây con. Đấy, thấy chưa, cho nó rơi. Con hố. Con gấu tại sao mà một chân nó vẫn ở trên được nhỉ? Mình tưởng là nó rơi dưới luôn. Cuối cùng thả em mình xuống này. Con gấu. Vậy là mình đã đón em mình về nhà an toàn rồi. Lần này em mình về nhà không lo bị bố mình mắng.
còn khen mình nữa cơ. Ngoài ra mình đã giải cứu thêm được 2 bạn mới, toàn là những bạn giàu có thôi. Lần này em giải cứu 2 bạn đấy xong ấy, chắc chắn là mình sẽ được tiền thưởng. Yeah, nhiều tiền thưởng thế mình sẽ đi mua thật là nhiều đồ ăn.